Groot vui sướng trèo lên một cái gốc cây, cầm hai cánh cây tự đánh đánh mấy cái. Một lát sau, một ngôi nhà bằng cây đã được hoàn thành. Lúc Groot đang nghịch chuông gió, đột nhiên có động đất, một chiếc miệng kỳ quái thò lên, hóa ra là một con vật nhỏ đang phá nó. Nó phát hiện ra Groot liền vươn cái lưỡi định liếm cậu. Groot quá sợ hãi vội nhảy khỏi ngôi nhà cây, mẹ cái con kia đã chiếm mất nhà của nó. Groot cảm thấy rất bất lực. Đột nhiên đại bàng bay qua bắt mất con vật kia đi. Groot giận đến mức dậm chân tại chỗ, dậm chân 3-7 phút sau thì ngã xuống vì mệt. Groot tò mò lật tảng đá bên cạnh ra, liền phát hiện một thế giới sinh vật tí hon. Trước sinh vật tí hon, Groot trở thành một gã khổng lồ. Groot giới thiệu bản thân, I am Groot, nhưng gió từ miệng như một trận cuồng phong với người tí hon. Thấy vậy, Groot bỗng trở nên vui vẻ, cậu dậm dậm chân khiến vương quốc nhỏ rung chuyển. Groot cầm mẩu đá nhỏ ném xuống, làm vương quốc tí hon một trận náo loạn. Sinh vật tí hon tấn công, nhưng những hòn đá nhỏ xíu chỉ như gãi ngứa. Groot lại thổi đùa một cái khiến tí hon bay xa tít tắp. Groot vui đến mức cười ha hả. Tí hon điên tiết rút vũ khí khoa học liên tục bắn về phía Groot, thậm chí còn có phi đội tí hon bay lên và xuống phòng không. Chúng bao vây lấy Groot bắt đầu tấn công, một chiếc lá trên người Groot đứt ra nhẹ nhàng đáp xuống. Không ngờ người tí hon thấy lá vui như hoa nở, chiếc lá này chẳng khác gì báu vật thượng đế ban tặng, chắc sẽ đủ cho chúng ăn trong một tháng. Groot thấy vậy tự dưng rất vui, cậu hớn hở chạy đi bứt một bọc lá, nhưng lúc nó chạy về lại giẫm sập vương quốc tí hon. Thôi xong đời rồi, Groot đẩy hòn đá bên cạnh sang làm như không sao rồi bỏ chạy. May thay từ vết chân tí hon đã ló đầu ra, Groot mới ngủ một lát khắp người đã mọc đầy lá. Thấy bản thân dưới nước nó cũng bị giật mình. Sự biến hóa đột nhiên này ban đầu Groot còn hoảng sợ, nhưng suy nghĩ lại mình là người cây cơ mà. Chỉ vài giây sau Groot đã rất thích thú. Hóa ra vài giây trước Groot tung tăng chạy bộ, đột nhiên phát hiện một suối nước nóng, cho bùn vào miệng nếm thử quả nhiên mùi vị rất ngon. Thế là Groot lấy bùn lên chơi đùa, chỗ này thật sự rất là tuyệt đấy. Tiện tay bắt đom đóm biến vũng nước thành bấy sắc cầu vồng, Groot nghịch dại đắp bùn lên tay, đương nhiên còn đắp cả lên mặt và đầu nữa. Cầm dươn leo đắp lên mắt, cảm giác thật tuyệt vời. I am Groot. Ai ngờ đến khi tỉnh dậy khắp người đã mọc lá cây, nhưng Groot nhanh chóng tỏ ra thích thú, ngón tay biến thành một cái kéo cắt tỉa, có tạo hình mới nhưng lá cây một lát đã héo rụng đi. Không sao, cứ đắp bùn lên thì lá lại mọc. Groot vui sướng như phát hiện ra một lục địa mới. Lúc sau biến thành một anh chàng cơ bắp có râu, còn vui vẻ đánh cung phu Trung Quốc. Nhưng Groot ồn ào phiền đến con chim ngay gần. Groot đang chơi đùa một mình vui vẻ, giây tiếp theo đã biến thành một nàng công chúa đáng yêu. Đến nước này con chim kia thực sự không chịu được nữa, nó phóng đến phá hỏng bộ tóc của Groot đi. Nhìn bộ dạng Groot thảm hại, con chim ha ha cười lớn. Groot thẫn thờ hết người, vội vàng chạy đến chỗ suối nước nóng lấy bùn đắp lên, nhưng suối nước nóng đã cạn khô chả còn gì cả, chiếc lá cuối cùng cũng rụng xuống mất rồi. Groot đau lòng ôm đống lá bên cạnh. Lúc này tiếng cười nhạo của con chim truyền đến, bây giờ hãy chú ý đến biểu tình của Groot nhé. Vài giây sau, Groot có một chiếc khăn bay sắc cầu vồng, còn con chim đã mất lông không ngừng run rẩy. Groot quay về phi thuyền, từ trong túi lấy ra một cuốn truyện, xé lấy hai tấm, tiếp theo cầm một cái kéo lại gần cái đuôi của Rocket. Tiếng cạch vang lên, một nhúm lông đã rơi. Nhân lúc Groot tắm liền ăn trộm cục xà phòng, dùng chân lướt như ván trượt nhanh chóng rời khỏi đó. Từ trong phi thuyền, Groot lấy ra một ổ cứng có vẻ khá quan trọng. Cuối cùng cho tất cả đồ đạc lên bàn, đưa tay ra giãn cơ xong bắt đầu kế hoạch to lớn. Nó coi tờ truyện tranh như một bức sơn dầu, sau đó ôm lấy cục xà bông tô tô vẽ vẽ, cho kem chống nắng lên nhúm lông của Rocket, vỗ bộp bộp dán lên bức tranh, thậm chí lấy cả chiếc giày thối của Queen, dùng ngọn lửa từ phản lực để đông cứng tranh lại. Groot muốn dùng các chấm hình quang trên ổ cứng. Cậu đặc biệt chế tạo một quả bom, đợi khi quả bom phát nổ, Groot cầm lấy bức tranh vui vẻ hứng lấy cơn mưa hình quang. Nhưng quả bom đã làm phi thuyền thủng một lỗ lớn. Groot vội dùng băng dính dính lỗ thủng lại. Rocket nghe tiếng nổ thì đến kiểm tra xem sao. Thấy hành động ngốc nghếch của Groot đương nhiên có chút giận. Nhưng khi Groot đưa bức tranh vẽ đội vệ binh ngân hà gia đình hạnh phúc, Rocket không kìm được lòng. Groot đáng yêu thế này đúng là không thể giận. Groot lại nhân lúc Rocket đang xem, nhanh chân nhảy lên cục xà bông chạy trốn. Nhưng cái này là gì đây? Lông của mình hả? Đột nhiên lỗ thủng kéo Rocket rơi xuống. May thay Groot kịp thời cứu Rocket một mạng. À, nói đến đây tôi phải kể về nguồn gốc của Groot. Ban đầu Groot vốn là một mầm cây còn sót lại khi bố hy sinh. Hàng ngày các robot trên thuyền rất cưng chiều chăm sóc, Groot cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp làm sao. Cho đến một ngày cậu lớn lên làm vỡ chiếc bình, đám robot liền vứt cậu đi chỗ khác, thay vào đó là một cây cảnh đẹp hơn. Groot ghen tức lắm, đã thế cái chăn để đắp cũng bị cướp đi cho cái cây kia. Đúng là bất công xã hội mà. Groot tức giận không làm gì được, vơ một món đồ ném vào cái kết lại bị phản đam. Đúng lúc này cậu phát hiện tay mình có thể vươn dài, đến lúc trả thù đời rồi nhá. Groot phóng tay lên trần nhà định tung cú đạp, ai ngờ mất đà cắm thẳng mặt xuống sàn, đấm chậu cây quay vòng tự vào mặt. Groot điên tiết bẻ gãy cành cây, sau một cú mất đà cả hai rơi xuống đất. Từ đống đất đột nhiên hai cục gỗ nhô lên. Groot vui sướng phát hiện ra mình cũng có chân như con người. Siêu anh hùng đáng yêu nhất của Marvel chính thức ra đời như vậy. Nếu các bạn thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye.